trước kia hỏi mà mình cái bây giờ mình biết cách rồi. À thì nói ở một cái quán cà phê vậy á, thì sau khi mình chia sẻ xong cái bạn nó nói cái điều này nó hay quá. Năm 2009 á. À và có người nói là anh phải mở cái này ra để anh chia sẻ cho rất là nhiều người, đầy những người ra khởi nghiệp mà không biết những cái cách thức này. Không không biết được bước 1 họ đi là gì, bước 2 là để gì, bước 3 là họ đi là gì. À, và mình là một người nói cà lắm. Trong đầu có bao giờ nghĩ ý tưởng là đi chia sẻ với ai đâu. Tuy nhiên chính cái những người ban đầu đó họ tạo động lực cho mình. Họ kêu phải chia sẻ đi, phải chia sẻ đi. Thì bắt đầu mình cũng ra, mình mở cái group, bắt đầu mình đứng chia sẻ thử, rồi mình đứng chia sẻ và tức là mọi người làm được, mọi người nó hay. Anh không có tiền. Vậy đầu tiên lúc mà anh khởi nghiệp với lại ngành nước mắm thì anh đã khởi nghiệp bằng cách nào? Tiền lúc đó không có đâu ạ. Mình chỉ đi lấy 20 chai. 20 chai hồi đó thì bây giờ tương đương khoảng 500 ngàn. Thì bắt đầu mình mới đi, mình gõ cửa từng nhà, mình bán. Hồi đó không có online như bây giờ đâu ạ. Cũng chả có siêu thị đâu ạ.